với những chiếc xe thường thể thao sẽ rất khó khăn khi sử dụng hàng ngày trong phố, trong khi nét bay lại không đủ bóng bẩy hào nhoáng. Và đó cũng là lý do dòng Sport City ra đời. Kawasaki Ninja 650 được xem là đứa con lai giữa Sport và Naked, vừa đảm bảo vận hành mạnh mẽ thể thao nhưng cũng thoải mái để dùng trong thành phố. Tại Việt Nam, Ninja 650 có giá là 228 triệu đồng. Về kiểu dáng, Ninja 650 chịu nhiều ảnh hưởng từ người đàn anh ZX10R với những đường nét sắc sảo, đèn pha hạ thấp hơn, mặt nạ tương tự như người đàn em Ninja 300 nhưng được phóng to hơn. Đặc biệt là chi tiết cặp môi bên dưới đèn pha hơi chìa ra phía trước. Đèn hậu phía sau dạng LED hình chữ X trông khá bắt mắt, cùng hai đèn xi nhan khá lớn. Tay lái của Ninja 650 cao, tư thế ngồi thẳng lưng. Cổ tay bạn không bị quá mỏi khi đi trong thành phố. Gác chân cũng được hạ thấp hơn 15mm cho cảm giác duỗi chân tốt hơn. Đồng hồ hoàn toàn mới và trông đẹp hơn. Nhờ cách bố trí đơn giản với màn hình lớn, đồng hồ báo tua máy lớn ở phía bên trái và một màn hình LCD hiển thị các thông số hành trình. Đặc biệt, kim chỉ vận tốc máy sẽ chuyển từ trắng sang hồng và cuối cùng là màu đỏ khi tốc độ vận tua tăng lên nhằm thu hút sự chú ý. Bình xăng trên thế hệ cũ đã được thay thế bằng bình xăng kiểu lõm vào, trông rất dễ chịu, với dung tích bình xăng là 15 lít. Bình xăng không quá cao và ép bụng như những chiếc xe thuần thể thao, giúp việc vận hành trong phố dễ dàng hơn. Ngoài ra, kiểu thiết kế này còn giúp người lái đặt một chiếc ba lô hoặc túi đồ nghề bên trên dễ dàng hơn. Hai bên hông cũng được làm lõm để kẹp chân. Chiều cao yên được giảm từ 805mm xuống 790mm, giúp đa phần đàn ông châu Á đều có thể ngồi và điều khiển dễ dàng. Bánh xe, động cơ, khung cầm mới và nhiều bộ phận khác cũng được làm giảm trọng lượng, nên giúp chiếc xe giảm 18kg so với thế hệ trước và có cân nặng là 193kg. Ninja 650 vẫn được trang bị phục trước ống lòng 41mm, đi kèm với khăn đĩa kép trước có đường kính là 300mm, lớp trước có kích thước là 120-70 và 17 inch. Hệ thống treo monoshock phía sau ngược với phiên bản cũ và được gắn trực tiếp vào khung. Phần sau là phanh đĩa đơn đường kính 220mm, cùng kích thước lốp là 160-60-17. Kawasaki 650 ABS được trang bị khối động cơ DOHC xi lanh đôi, dung tích 649 phân khối, làm mát bằng dung dịch. Cỗ máy này sản sinh 68 mã lực ở 8.000 vòng trên phút và 65.7Nm tại 6.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Ở phiên bản KRT, có thể được trang bị hệ thống Quick Ship hỗ trợ xăng số nhanh. Khối động cơ này đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đồng thời đã làm mất đi 2 mã lực so với thế hệ cũ. Xe vẫn sử dụng ống xả dưới gầm và âm thanh không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Khi mua xe, hãng xe hỗ trợ bán ống xả Akabovic nhẹ hơn, âm thanh uy lực hơn, nhằm bù lại phần kém hấp dẫn trên chiếc xe nguyên bản này. Ninja 650 là giải pháp phù hợp cho những người cần một chiếc xe kiểu dáng thể thao, nhưng vẫn sử dụng hàng ngày trong thành phố. Đây là phân khúc khá mới, chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh. Với một mức giá khá mềm chỉ từ 228 triệu đồng, Ninja 650 sẽ là mẫu xe được nhiều người chờ đợi. Dòng xe này sẽ là bước đệm với những người muốn chuyển từ phân khúc 300cc lên, nhưng chưa đủ điều kiện để sắm những chiếc 1.000 phân khối. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.